và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Cô vợ nhìn xinh xắn quá à. Có khi càng khẩn. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp, em đang công tác tại công ty Nệm Liên Á. Còn em? Em đang công tác tại phòng kinh doanh khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng ANZ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Tụi em quen nhau lần đầu tiên á là khi tụi em học chung trường cấp 2. Em á thì từ lớp 6 đến lớp 8 á là em học lớp chuyên. Xong rồi đến lớp 9 á thì lớp chuyên của em mới tách ra, thì các bạn mới rải vào các lớp khác. Cái cô bạn thân của em á là lớp phó học tập của lớp anh Hiệp. Em rất là ghét cái cô đó. Tại vì mình là thuộc trong danh sách là nhóm là quậy nhất lớp. Cô đó lúc nào cũng ghi tên mình hết, mà cô đó là bạn thân của cô này, đâm ra cũng ghét cô này luôn. Đâm lây say hòn đó. Thực ra hồi xưa thì em cũng không ưa gì ảnh á, thì em biết là ảnh thuộc lại rất là quậy phá. Cá biệt. Em để ý ảnh nhưng mà để ý là ghét, tại vì hồi xưa ảnh cũng mignon, đẹp trai. Nhưng mà thường em nghĩ mấy người đẹp trai hay chẳng lắm. Mà có biết là cái cô này ghét anh không? Em cũng không chú ý nữa. Thì tụi em biết được với nhau á là thông qua một cái buổi á, trường họ mời những các cụ học sinh về, thì em mới gặp lại cô này. Hôm đó á, mình cũng vô tình thôi, mình ngồi cũng gần cái cổ thì mới biết cổ là tình trang. Trong cái bữa đó thì em gặp anh cũng không ấn tượng gì lắm. Tại vì em chỉ nhớ mang máng là hình như hồi xưa mình có để ý cái anh này. Là 3 năm hả? Sáu năm. Em lúc đó là em học đại học năm cuối luôn rồi. Gặp lại thì em thấy ảnh có vẻ vui tính, có vẻ phong trần chứ không phải như hồi xưa. Thì lúc mà gặp cái cô này, mấy bạn mới nói là hồi xưa là bạn lớp học tập. Thì lúc đó mình mới chú ý thấy cô này nói chuyện với nhỏ nhẹ, tức mình cũng mến với một người bạn nữa thích cái cô lớp phó của cô này. Chính vì vậy mà hai anh em nói tao với mày thành một cặp đi, là mỗi người cô quen đi. Thì mấy bài mua lên kế hoạch của cô này. Sau khoảng 2 tháng mà tụi em đi chơi chung thì tụi em mới rủ được đủ 4 người tụi em đi chơi riêng. Bữa đó là ảnh rủ của em đi Đầm Sen chơi, em với ảnh đi chung trên một cái thuyền Nga á. Dịch á. Đúng rồi. Em á thì lúc đó là em cũng có để thích ảnh rồi. Bữa đó em muốn á là ảnh nắm tay mình trên cái thuyền Thiên Nga, thì ở giữa nó có một cái cần lái. Thì em mới nói với ảnh là thôi anh để cho em cầm lái cho. Thì em cố ý là em cầm lái và em quay mặt đi chỗ khác. Do chỉ làm lơ để ảnh có cơ hội anh nắm tay. Đợi hoài, quay lại chẳng thấy anh nắm tay mình. Mà cứ mỗi lần á em quay lại cái em lại thấy anh gãi đầu. Em nói anh này kỳ cục quá, mình đã tạo cơ hội cho như vậy rồi mà không biết nắm bắt gì hết trơn á. Dạ, nó thầm trong bụng luôn. Dạ đúng rồi, bực mình lắm. Vậy như cá biệt. Em á là không phải là tự nhiên mà mình đi chọn con Thiên Nga đâu. Tại vì lúc đó con Thiên Nga á, nó có hai cái cánh rất là to. Thì mình làm trong đó không ai biết hết. Nếu như là cổ mình tỏ mình mà cua được cổ á, thì mình xuống mình thoải mái mình cười hết. Còn nếu mà không có cua được cổ á, thì lúc đó là không ai biết mình chuyện gì trong đó hết. Thì đó, nếu mình cũng chuẩn bị tâm lý cũng dữ dằn lắm. Nắm tay cái cổ mà không giật ra là như là đồng ý mình rồi đó. Cái mình lên trên đó đạp dữ dằn lắm. Cố gắng cho ra giữa hồ, xong cái mình nhó vào cổ. Mà cổ cứ để tay nắm, mà cứ cổ cứ ngó lơ. Mà thường theo quan niệm em là mấy cô gái thường mắc cỡ là phải ngó xuống gì này, mình phải e thẹn như vậy. Còn cổ cứ ngó như vậy, mình không biết là cổ có đồng ý hay là cổ không thích mình. Cổ sao kỳ với ta, mình suy nghĩ. Lúc mà mình chuẩn bị xong, mình dựng tay ở đây, cái cổ quay qua được thì cái tay mình phải rụt lên liền. Đó là tức dây sợ liền không? Được 3-4 lần. Mỏi quá chịu không nổi. Nó kêu là Trang ơi Trang, mình vô trong đi. Nó suy nghĩ thôi, mình làm phương án 2 xem thì chỉ có ngôi nhà ma. Vô nhà ma làm gì? Thì em biết á là ví dụ mấy cô nữ thường hay sợ. Thì cô này sợ thiệt. Vừa mới làm cái người sao người ta hù cái cô này mới sợ quá, cô nắm ngáo xẹt xuống một cái. Thì cô nắm báo cho tay mình nói ai già này là đúng thời điểm mình chụp tay liền. Tuy nhiên nó nói gì hết. Thì ra ngoài một cái là mình cái tay mình ôm cổ, cổ không đánh động gì hết. Mình thấy cái má của cổ cái là mình hú một cái má vô má cổ liền. Cũng đứng đơ cái bụng đó, là cái nói là vậy là động tí rồi. Em la không, em đâu có biết gì đâu. Sau đó thì tụi em cũng không có tiến triển gì tốt hơn hết. Nhưng mà 2 tháng sau á, tụi em chat với nhau á, thì anh mới hiện một cái câu lên là Trang có muốn xem hình hoa khôi của Hiệp không? Tự nhiên lúc đó em buồn dễ sợ luôn, thất vọng nữa. Mình cũng ráng mình giả bộ, nói vậy Hiệp cho Trang coi hình hoa khôi của Hiệp đi. Thì anh gửi cho em một cái file, thì em mở lên thì lại thấy cái hình của em. Trời ơi, lúc đó em hạnh phúc vô cùng. Năm sau thì tụi em đám cưới luôn á. Nghĩa là sau đó là 5 năm cộng với lại 6 năm biết nhau đúng không? Dạ. Là 11 năm. Khi mà ấm cưới nhau, trời ơi nhiều chuyện là em vui lắm kìa. Sao chuyện vui nào? Hồi trước đó mình cô bà xã, mình biết bà xã bà nhát, mà không ngờ á bà xã em nhát còn hơn em tưởng tượng nữa. Ở trong nhà em nha, đi đâu á là cũng phải có em đi theo.
Ví dụ mất nước là phải sai mình đi xuống dưới khác ăn lấy nước. Cái mình nói em xuống dưới mở đèn lấy nước đi. Nó không, em sợ. Nhưng mình hỏi em sợ gì? Sợ ma. Em chính vì vậy mà em thấy cổ sợ, mình phải lo cổ hết sợ. Mỗi lần cổ đi làm về là em đều nhát ma cổ hết. Phải không? Có lần nào mà anh nhát ma mà em xỉu luôn không? Tính em nhát cho nên lúc nào cũng đề phòng hết trơn á. Có một lần á, em đi làm về thì em đề phòng. Đó là em đi vô em kiếm chỗ mà quen thuộc mà anh nhát ma em đó. Kiếm hết rồi, không thấy chỗ nào hết. Thì em phát hiện ra có một chỗ thôi là trong cái tủ quần áo. Đó. Thì em biết chắc chắn là anh chui vô trỏng chứ không đâu. Thế là em ghé qua em ngồi giường mở tivi em coi. Em không, em ngồi như vậy 15 phút một hồi tự nhiên em thấy tủ quần áo mở ra. Chồng em thì đầu tóc bù xù, hơi dễ dãi, thở phì phò. Chồng đó nóng lắm anh. Theo em nghĩ á, cổ đi nghe rồi đó là mình nghĩ là mình hầu một cái là cổ sợ liền. Lúc đó là rất là sợ. Mà ai mà cổ không đi, cứ là thở mà không dám thở mạnh. Tướng em bự rồi, ngồi nó cứ ngồi co, sợ giật bẻ, hay sợ giật giọng cho nó luôn sao. Em phải tung ra mà ai mà thấy cổ cười hí hả hả. Hồng Vân với anh Thuận em biết á, em lấy vợ xong mà tất cả những thói quen em thay đổi hết. Hồi xưa em thích nghe nhạc rap nè, thích nghe nhạc rock nè, nhạc đen nè. Chỉ có gì mạnh là mình chơi. Mà từ khi có vợ xong là em yếu luôn. Yếu luôn. Như là em nghe như là thi mị luôn. Nhạc hồng nghe những cái nhạc mà êm vậy. Để cái mốt cổ cứ đầu nhau thì em cứ gật. Như mình quen rồi, mình không có phải bất ngờ với cô này nữa. Em có cầu nhau nhưng mà cũng phải có việc mới cầu nhau. Tính ảnh á thì sau đám cưới em mới biết á là ảnh hay thích đi nhậu. Em á thì cho một cái giới hạn là trước 11 giờ ảnh mới về. Nhưng mà ảnh á thì chuyên gia toàn là 12 giờ 1 giờ mới về không. Cứ mỗi lần ảnh về trễ á là em ôm mình gối xuống đất em ngủ. Có một lần cùng như 1 giờ ảnh về, em rất là bực mình, dọn đồ xuống dưới đất nằm ngủ. Bình thường á thì khoảng tầm 15 phút là ảnh sẽ năn nỉ em. Lúc đó em nằm chắc phải nửa tiếng, không thấy ảnh đá động gì em. Em bực quá, em mới đứng lên. Em đi vô toilet và em cố tình em kéo cửa toilet ra để cho ảnh biết là em đang rất bực mình. Em cũng ngồi trong đó khoảng 15 phút nữa, cổ không thấy anh nói năng gì luôn. Bực mình quá em mới đi ra thì em nghe khò. Trời ơi, chị biết không, đó là máu nóng em lên rồi. Cái hôm đó đi nhậu về em cũng thấy mình hơi mình có lỗi, định là để cô mua chút xíu rồi lúc đó em mới năn nỉ. Thì ai ngờ mình xong hồi ngủ nào không hay luôn. Hồi em dậy, em mở mắt dậy á thì em thấy em nằm dưới đất, mà giờ em nằm trên đây. Em giận quá em phi lên giường chảnh một phát bay xuống đất không biết luôn. Cứ tưởng là mình nằm mơ hay gì á, lăn xuống đất. Thực ra cái việc đi nhậu của ảnh á là nó cũng gây hệ lụy nhiều lắm. Phải không? Dạ. Mỗi nhậu một tuần nhậu nhiều lắm à? Không phải anh biết cái tật của ảnh. Ở nhà ví dụ một ngày á ảnh tắm chắc 4-5 lần. Thôi đó rồi. Ảnh đi ra đường, ảnh về nhà ảnh tắm, ảnh xuống nhà ảnh làm bất kỳ việc gì ảnh cũng lên ảnh tắm. Đó, ảnh cứ tắm mà chị coi, ảnh tắm rồi ảnh đi nhậu. Cứ mỗi lần ảnh tắm là ảnh thay đồ. Thay đồ quăng lên giường, một đống đồ đó cứ vậy á. Từ cái tật tắm rồi cái tật nhậu, mà nhậu về thì cũng phải thay đồ. Đó rồi cũng cứ, lại phải tắm dạ. Tắm xong rồi lại cứ liên tục như vậy á, cho nên dạ. Làm sao mà em không cần nhằn được. Nói chung nói tóm lại là cái tiền nước nhà em là nhiều hơn tiền điện. Lý do sao mà em ghiền tắm dữ vậy ta? Tại vì tắm á, cho thứ nhất là cho nó mát, với lại với hai người mình sẽ hơn họ là phục vụ vợ chứ phải là làm gì chứ. Anh ra ý của anh là ý tốt, anh muốn tắm nhiều để mà phục vụ em. Nhưng mà anh mắc cười lắm, anh tắm nhiều cái từ đó ảnh suy ra là em không tắm. Không được à, nghĩa là cái này là bạn sai rồi. Sáng thức dậy em đi làm em tắm lần, tối về nhà em tắm lần. Nhưng mà ảnh suốt ngày ảnh cứ nói tại sao em tắm ít như vậy là không có sạch sẽ. Tắm nhiều nè, ngủ nhiều nè, bừa bộn nè, rồi còn gì nữa. Anh Thuận biết không, vợ em á tính là rất là hay còn nhau. Chính vì em á như vậy á mà câu nhau, càng câu nhau em càng giỡn. Tính em thì em đang giận thì đừng có giỡn. Nhưng mà ảnh cứ thấy em giận là ảnh giỡn, cho nên cãi nhau hoài luôn. Cứ ảnh giỡn là em nói là anh không tôn trọng em, tại sao em đang giận mà anh lại giỡn. Mình đi làm về mệt về mình thấy giật cưới một cái là anh nói thiệt bao nhiêu là em dục hết luôn á, bỏ hết. Ai ngồi về rất là thương em. Vậy em có mong muốn là chồng mình thay đổi gì không? Bây giờ em chỉ muốn là chồng mình bớt tấm này chút. Cái thứ hai là ảnh đi nhậu thì phải về sớm, tại vì em chỉ sợ là đường tối khuya thì mình lo lắng thôi. Em chỉ có hai cái mong muốn đó là lớn nhất thôi. Thế còn em? Em chỉ mong muốn là vợ em biết giỡn nè, biết cười đùa với mọi người, đừng có nghiêm trọng quá vấn đề. Rồi thứ hai nữa là bớt cầu nhậu lại. Cho em đính chính cái này, em thấy cái gì ảnh cũng lố, giống như là tắm thì nhiều hơn người ta, ảnh giỡn cũng nhiều hơn người ta, cho nên ảnh nói em không biết giỡn.
Thực ra là em cũng có giỡn đó chứ. À, giống có như là chị hiểu rồi, cái đô của em là bình thường, còn cái đô của ổng là bất thường. Dạ đúng rồi. Nếu vậy thì bây giờ phải giật ngược ổng xuống bình thường. Đó. Mà bây giờ muốn bình thường thì đơn giản thôi. Bây giờ anh muốn tôi giỡn thì anh bớt tắm. Bớt tắm thì mình sẽ bớt tiền nước mỗi tháng đúng không? Chính vì vậy mà em mới đăng ký chương trình này để cho hai vợ chồng mình ngồi lại để nói chuyện với nhau. Bây giờ nếu mà đã thống nhất giờ phải thể hiện đi chứ. Đó. Không. Nhưng mà vậy nè, sau khi mà tụi em coi lại cái buổi ngày hôm nay thì chắc chắn là em sẽ thay đổi. Em biết lý do sao? Giờ em sẽ thấy rằng đó, bữa nay cô rất là đẹp. Cô đẹp hơn mọi ngày là vì cô cười thường xuyên. Và lâu lâu cô liếc chồng nhưng mà ánh mắt rất là gọi là tình tứ và yêu thương. Còn ngày hôm nay thì chị thấy là chồng em không có lố một tí nào về vấn đề gọi là vui lố hơn. Hai vợ chồng rất là xứng đôi, trách hờn nhau vậy thôi nhưng mà yêu nhau thấy mộ. Cái mắt là được chữ Y không? Thôi xin cảm ơn hai em, đỡ đến đây. Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với một cặp vợ chồng tiếp theo. Hôm nay là giao lưu với hai cô dâu, phải nói là cô nào cũng có một cái miệng cười rất là xinh xắn. À, cô hồi nãy có hai cái răng khểnh, cô này thì lại có bờ môi rất là xinh đẹp ha. Em sao mà vô cái em để ý liền những cái chuyện mà không, những người chồng người ta không hề thích cái chuyện đó. Phải không? Không sao. Tại vì khổ cái là bây giờ cô dâu ngồi đối xứng với em phải nhìn thôi. Thường thì là người ta nhìn vào đôi mắt đúng không em, để đánh giá con người ta sẽ nhìn ngay vô cái môi vậy. Tại vì người phụ nữ bây giờ em nhìn vô mặt người phụ nữ bây giờ cũng nhìn cái miệng chứ đó. Em giới thiệu đi. Em tên là Trần Hoàng Quân, là kỹ sư công nghệ thông tin. Quân em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30 tuổi. Còn em? Em tên là Phạm Ngọc Hoài Thu. Dạ em đang làm kết website ạ. Nay em 30 tuổi luôn. Lần đầu tiên các em là gặp nhau là khi nào? Hồi trước là một ngày học chung một lớp luyện thi. Trong lớp á thì có một bạn rất là thích, thích ghê lắm. Thành ra cứ mỗi lần ngồi học lúc nào cũng dĩ đã với em về bạn này. Dĩ đã mức mà em buộc phải chú ý, em ngắm phát hiện ra cô này da trắng, mắt to, tươi tươi. Em không hề biết luôn. Em lúc đó là cũng có tâm tim một anh chàng đẹp trai khác ở trong lớp. Dạ. Hai cái bạn mà thích bạn này cũng thế hay không? Dạ không phải ạ. Em mọi người khác. Ồ. Thành ra em mới có cơ hội. Thì cái một đêm bọn em đi học về tối, trời lại đổ mưa rất là to. Em thì phải mặc áo mưa đầy đủ, em chạy lên thì thấy ở xa xa có một bạn nữ đi xe đạp. Không mặc áo mưa, mặc áo trắng nữa. Ướt luôn, cũng hơi ngượng ngùng. Bởi vì mới để ý đó, y như em vậy đó, sợ thiệt. Rồi sao nữa? Máu ga lăng nổi lên, cái em dấn xe lên phía trước, liếc qua phát. À, thì là cô ấy. Em mới lột cái áo mưa em mặc, em đưa qua nó. Bạn ơi, mặc đi, kẻo lạnh. Kẻo lạnh nha. Thì mà giống như do cái này. Đó, kẻo lạnh chứ thật ra là nãy giờ lạnh ngắt rồi. Lúc đó em nhìn qua, em không có nhận ra. Thì anh cũng cứ nặng nề em mấy lần luôn. Thì em mới suy nghĩ bây giờ mình không biết nó là ai. Rồi mình nhận thì làm sao biết sao mình trả. Hay là em từ chối. Hai ba lần là cô ấy không chịu nhận. Thế là em tự ái quá, em vò cục, em bỏ vô cái vỏ xe dưới, em phóng về luôn. Về tới nhà bị la quá trời luôn, tại vì có áo mưa mà không mặc mà đủ. Vỏ ghê á, như chị là dục luôn. Do dục. Đó mà em làm như chị Vân là giờ này em đâu có vợ đẹp gì. Có em về, em cứ ngồi nghĩ chuyện đó hoài, nhưng mà từ đó là em ấn tượng. Là cô này vừa xinh xắn, còn khác cũng mạnh nữa, bướng bỉnh nữa. Được đó, thế là em lên kế hoạch tấn công. Nhờ vậy mà quyết định tấn công nè. Còn vợ thì cảm xúc của em như thế nào? Đó là em cảm thấy buồn cười. Em gặp em gái của em, khi em mới nói với nó là hôm nay có một fan hâm mộ đến là để đưa áo mưa cho chị. Nhưng mà chị từ chối, chị không nhận. Bởi vì xấu quá, làm sao mà có cửa để cua chị. Trời ơi. Hay cô biết cô đó không? Hay là sau này mới biết? Chắc nghĩ là tới bữa nay mới biết đó. Chắc bữa nay mới biết đó. Chắc thôi luôn. Rồi thì đến lúc nào thì em mới cho người đàn ông này một cái cơ hội để mà quen với mình? Sau cái bữa đó thì đầu em phát hiện ra là bạn học chung lớp với mình. Thì em có hỏi thăm một bạn bên cạnh của em. Bạn đó thì biết hết tất cả thông tin của những bạn trong lớp. Thì bạn mới nói về bạn này, học cũng giỏi. Khi đầu mới tìm hiểu nhau. Em ấn tượng rồi thì em quyết định phải tấn công. Cách tấn công của em á là tạo cái kiểu là mưa dầm thấm lâu. Đã quen nhau trong một đêm mưa rồi thì mình sẽ tới mưa tiếp. Thì mỗi buổi tối á, khi bạn ấy đi về thì em phóng xe lên trước. Nhưng em đến giữa đường em đợi ở cây xăng. Thì sau khoảng một thời gian ngắn thì em biết được nhà, biết được bạn ấy học trường nào. Thế là em cứ lên kế hoạch. Và đến một ngày á, là
trong lúc bạn ấy đi về em lướt xe lên tới cặp xe lên từ đó là về sau là bọn em đi học về chung nữa và lúc đó là em kèm sát luôn cho một cơ hội nào để hai chị bao lâu trường mới tỏ tình. Tình cờ là bọn em thi chung trường và cùng đậu vào trường là trường Đại học Bách Khoa nhưng mà chỉ khác khoa thôi. Em nhận được tin đó em rất là vui nhưng mà lúc em cũng rất là lo lắng tại vì trường Bách Khoa thì nam sinh nhiều nữ sinh ít. Coi như là thỏ thì ít mà hổ báo thì nhiều. Thành ra em quyết định là trước ngày vào trường là em phải tiên phát chiến nhân tấn công ngay lập tức, phải đổ hai bút đồ ngay lập tức. Bữa đó là bọn em được tổ chức đi tham quan đại bản doanh Củ Chi và em đã quyết tâm là phải hạ gục đồ ngay ngày hôm đó để không tạo ra một cơ hội nào cho đất nước, cho kẻ thứ ba nào, cho kẻ thứ ba chiên vào. Thì em mới nghĩ rất là nhiều lời hay với đẹp và đồng thời mua món quà. Đến cái lúc mà chuẩn bị ra về thì tranh thủ là mọi người đang nhốn nháo nhốn nháo là em chạy tới tìm được bạn ấy, lôi ra cái hồ nước trước đền. Anh lôi ra hồ nước trước đền làm gì? Anh lúc tóc anh nói được vài câu xong anh tặng em món quà rồi. Nói gì? Lúc đó anh chỉ nói được mấy câu rồi, nhưng mà mình quen nhau lâu rồi, giờ mình cũng thích bạn, thì bây giờ mình tiến đến với nhau là mình yêu nhau đi. Lúc đó từ mấy câu em đưa món quà, đó là một cái hình trái tim màu đỏ. Em đưa ra xong em bóp một phát, em phát lên I love you. Rồi nắm tay lắm. Rồi sau đó là bạn thấy bạn ấy cười gật đầu là em nắm tay em lôi về luôn. Sau khi mà quen nhau có bao giờ mà giận hờn nhau? Giận thì không giận, cũng có lần mà em suýt tan vỡ luôn. Lần đó là em phải đi công tác Hà Nội 1.5 năm. Thì sau khi đi công tác Hà Nội thì có một lần về phép là em mới ngỏ lời cưới hỏi đi. Thì tự nhiên thấy bạn ấy chầm nhau, ba yêu nhau bao nhiêu lâu rồi? Giờ còn gì nữa? Mấy năm. Sau đó thì do điều tra ra em mới tìm sự thật là sao. Lúc đó là em bị say nắng một người khác. Thời gian đầu khi anh đi á, em cũng rất là quan tâm tới ảnh. Em gọi điện thoại, em nhắn tin nói chuyện rất là nhiều. Thời gian đầu anh cũng trả lời. Sau đó cái ảnh vơi dần đi. Có lúc mà em nhắn tin xong 2-3 ngày sau anh mới trả lời. Gọi điện thoại cũng không thèm nghe. Sau đó cái em giận, cái em chán. Lúc đó thì bên cạnh em thì lại có một anh chàng cũng rất là đẹp trai, rồi lại quan tâm chăm sóc cho em nữa, làm em bị lung lay. Em đừng nói với chị là em cũng bị say lạnh đó, ngoài kia say rét. Say rét đó, ở đây là say nắng, nói là say rét à? Dạ không ạ, tại vì lúc đó là em tham dự rất là nhiều cuộc họp. Cô bé này gọi tới, đang họp với khách hàng em không nghe được. Sau đó em đi ra thì lu bu, em quên mất, không gọi lại. Nhưng mà sau này về biết được cái đó là nguyên nhân thì em mới là sốc. Chị hỏi em là công nghệ thì nắm ở trong tay. Tối trước khi đi ngủ mới nhắn tin cái ví dụ vậy đúng không? Nói chung là cũng hơi vô tâm. Đúng rồi, vô tâm chứ không phải là vì là say phép. Thì sau khi mà thì cổ thú nhận là như vậy, em thấy rất là nguy hiểm. Em xin nghỉ phép 2 tuần, em quyết tâm là phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tức là sốc mà sốc tích cực em ơi, không phải sốc tiêu cực. Thực ra lúc đó em cũng không thực sự hy vọng mấy, là làm hết sức mình thôi. Thì em mới tìm cách em chăm sóc bạn ấy nhiều hơn, nhờ cái sự giúp đỡ của mẹ vợ nữa. May mắn sao sau đó tình hình nó thay đổi. Để hỏi là xã chứ lúc đó em khó xử không cơ? Dạ có, em cũng phải mất một thời gian dài. Thì sau đó mẹ em biết, mẹ em la, mẹ em bảo là thì người ta mới quen mà làm sao mà mình biết được người ta như thế nào. Rồi người ta còn đẹp trai, còn nói chuyện hay nữa. Thì khó mà tin tưởng được. Trong khi anh á thì mình quen lâu lắm rồi. Rồi thì em quay về đó, đến bao lâu thì hè đến lấy nhau? Làm liền luôn anh, em sợ quá rồi. Em không thể nào để cơ hội vượt qua nữa. Em quyết định là bắt phải ký chung một hợp đồng luôn. Thế là sau khi cưới nhau thì em phát hiện ở chồng em có điều gì đó bất ngờ. Sau khi cưới thì thật xấu là lộ ra hết. Trước khi cưới anh có hứa là khi nào mà em nấu cơm thì anh sẽ rửa chén hoặc là anh sẽ nhặt rau phụ em. Còn sau khi cưới anh chạy luôn. Đó là bài ca bất tận với tất cả những ông chồng trước khi cưới đó em. Em có rửa chén chị. 8/3 và 20/10 hàng năm em đều xung phong cưới nữa. Ngoài cái chuyện hứa ra đó còn cái gì nữa không? Anh có tật nghiến răng ạ. Nghiến răng khi ngủ hay nghiến răng khi thức? Dạ nghiến răng khi ngủ. Em mà hễ mà nghiến răng là cổ dựng lên. Trời ơi. Công nhận vợ em hiền ghê. Còn ngoài cái chuyện mà bị vợ em đánh trong giấc ngủ thì còn cái gì nữa không? Từ lúc mà yêu nhau thì rất là thỏ thẻ, hôm nay vàng thì em nói gì cũng nghe hết. Đâu giận giống nai mà. Vậy giờ thành con sư tử. Ủa đúng không anh? Em rất là nai. Giống nai vừa đi. Ở đây tất cả các anh chị có tin rằng là cô dâu ngồi trên này là một con sư tử nhà không? Có. Có không? Không bao giờ. Em rất gần rất xuống giường á. Ngoài ra thì vợ em còn có cái gì nữa không?
cũng lạ lắm, là trước khi cưới á thì ghen lên bờ kiếm ruộng luôn. Sau khi cưới hình như là hết biết ghen. Trước khi cưới mà có một lần á, khổ mượn cái bóp của em, trong đó em để quên một tờ giấy. À, sau đó lần đó là ghen cho em tan nát luôn, tan thành luôn. Một tờ giấy đó ghi cái gì vậy? Dạ, tờ giấy đó là lời chúc mừng sinh nhật của một cô bạn gái cũ của ảnh. Ảnh để trong đó mấy năm liền rồi. Cho nên em mới thắc mắc, em hỏi tại sao anh phải để như lâu như vậy, anh không lấy ra. Cô bắt em phải tự tay cầm tờ giấy đó, bỏ chỗ khác. Cảm giác là chồng em có một cái gọi là đầu tư, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đầu tư quá mất luôn chứ ai để quên năm rưỡi như vậy, đúng không? Nhưng mà tại sao em để hết ghen? Lần đó là công ty em tổ chức thi khiêu vũ. Giống như bắt cặp không biết làm sao mà em được bắt cặp với một cô thư ký xinh đẹp, xinh đẹp. Khi mà biết cái đó là em cũng thử xem vợ mình còn ghen không. Thì khi tập á là bọn em nhảy điệu rumba rất là tình tứ. Em rủ vợ em theo. Cái con cô kia thì cũng rủ bạn trai theo. Anh biết điệu rumba rồi, nó sẽ có những động tác rất là gợi cảm tình tứ. Đó. Ôm eo, ôm eo rồi. Thì cũng có một động tác rất là gợi cảm là em phải nâng cô bạn gái lên và áp mặt vào nhau như thế này, giống như là đang hôn nhau vậy đó. Em liếc qua thì thấy anh bạn trai của cô thư ký đó mắt long lên sòng sọc, mặt tinh lại, rất là máu dồn lên mặt rồi. Em liếc vào cô này cười te. Đã vậy xong đó cũng lại chỉ em ở động tác thì còn phải tình tứ hơn nữa nè. Tại sao vậy em? Anh nhảy rất là dẻo hơn cái cô kia nữa, lắc mông trời ơi, dẻo lắm. Cái em thấy mắc cười quá em quên luôn, em không để ý luôn cái chuyện đó luôn, cái vụ ghen à. Rồi sau đó là sao? Thì sau lần đó là em không dám bắt cặp với ai nhảy nữa. Nhưng mà cuối cùng là có khiêu vũ trong cái đêm đẹp không? Dạ có. Thực ra là đó chỉ lọt là lọt có một lần đó thôi, đúng không? Chứ còn dễ gì mà không ghen. Trời ơi, vui vẻ hạnh phúc quá. Vậy là các bạn còn muốn ở nhau cái gì hơn như vậy nữa không? Em cũng cần ảnh thay đổi. Và ảnh cũng khá là tự tin và khá lạc quan vào cuộc sống. Tự tin vào nhiều việc quá cho nên là nhiều lúc mà ảnh làm những cái vấn đề á mà ảnh không có lường trước được hậu quả. Em nói anh lạc quan vậy em có thấy em bi quan? Dạ có. Anh vẫn hay nói là em bi quan. Em nghĩ là em không phải là em bi quan mà em chỉ nghĩ là em nghĩ trước tất cả những cái. Nhưng mà nhiều khi lo quá xa. Tức là việc chỉ cần lo 10 mét thì lo tới cả cây số. Cái người vợ lo xa là cái người vợ mà sau này chồng và con sẽ được nhờ. Còn trong cuộc sống thì với người đàn ông cái tự tin là cái rất là quan trọng. Nhưng đừng liều. Nhất là trong vấn đề làm ăn. Đừng bao giờ liều mà gọi là liều mạng. Xin cảm ơn hai bạn.